Mồng 1 khấn trời, mồng 10 giàu sang, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, tiền về như lá rụng, giàu nứt đố đổ vách trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thân mến, đây không phải là lời dự báo hay gì cả, chỉ đơn thuần là một lời tâm sự động viên thời kỳ phi thường cần cách xử lý phi thường và mọi quyết định phải đủ sự cẩn thận kỹ lưỡng. Quý Hợi đang trong cái đoạn phi thường như vậy, nói là đoạn thời thế vần xoay, thời vận dung chuyển, mọi thứ tưởng ổn lại có sự đổi thay, mọi thứ tưởng yên lại có sự chuyển cảnh. Định hình hiện tại là thời điểm lựa chọn, là thời điểm 83 sẽ bộc lộ bản tâm và cái điều họ thật sự mong muốn một cách rõ rệt nhất, tuy có chút khó khăn, nhưng cũng là cái đoạn mà 83 thấu hiểu điều họ thật sự cần, con đường mà họ hướng tới, và nửa đời còn lại họ sẽ có cuộc sống như thế nào. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho quý anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp cho quý anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến đây, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta cùng điểm ngẫm lại đôi điều về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi. Người sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi mang mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Như vậy có thể thấy được, những người sinh năm 1983 thuộc mệnh thủy. Những người mang bệnh này thường là những người biết kính trên, nhường dưới, lương thiện, không dễ bị nhún nhường, là người có tính cách tự lực và tự chủ. Đại hải thủy là nước đại dương, mà nói đến nước đại dương chắc chắn không ai lạ gì, sự mênh mông bất tận vô bờ bến của nó. Những người thuộc mệnh này thích làm những việc có quy mô, tầm vóc, những việc mang tính chất tùn mùn, nhỏ lẻ, thường không làm họ để tâm. Trong kinh doanh, họ rất bạo tay, chịu chi, đầu tư lớn. Đại hải thủy có chí lớn, thường nuôi dưỡng những ước mơ cao xa hơn người. Biển rộng trời cao là cụm từ dùng để miêu tả tầm cao và chiều rộng, cũng nói về khát vọng tự do. Đại hải thủy thích cuộc sống tự do và luôn hướng tới tự do. Thường ngày họ không ưa sự chật hẹp, giới hạn, bó buộc. Những người có mệnh này luôn đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới cuộc sống và công việc. Họ cũng thích chủ nghĩa xê dịch giống nhà văn Nguyễn Tuân, đổi chỗ ở, hoặc tổ chức những chuyến đi chơi xa, đi du lịch, dã ngoại. Nước biển lớn được kết hợp từ rất nhiều giọt nước, nên họ có tinh thần đồng đội cao, sống theo phương châm, mình vì mọi người vì mình. Hoạt động của họ luôn có bóng dáng của bạn bè, người thân cùng hợp tác. Hành thủy chủ về trí tuệ, nên đại hải thủy túc trí, đa mưu, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đầu óc luôn biến động, tư duy linh hoạt sắc bén. Họ có thiên phú về hùng biện, diễn thuyết, có thể diễn đạt viết lách, không bao giờ cạn ý hết lời. Tuổi Quý Hợi là những người thích hưởng thụ cuộc sống tự do, tự tại ở nơi bình yên vắng vẻ. Đây là người luôn khiêm tốn, cẩn trọng và có tấm lòng rộng mở. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ tài hoa hơn người, thường làm nhiều việc nghĩa và được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Tuy nhiên, mệnh này thường đào hoa, dễ bị tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Bề ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong lòng sóng tình trỗi dậy, điều này khiến cho họ càng nghĩ càng rối. Nếu không có sao tốt tương trợ trong cung mệnh, họ vẫn có thể được hưởng cuộc sống tương đối đầy đủ, nhưng cũng phải chịu đựng nhiều nỗi ưu phiền. Hoặc tuy là quan chức, nhưng việc quản lý thường không yên ổn, hoặc sẽ thuộc dạng đục nước béo cò. Tuy có một số lợi nhuận ngoài ý muốn, nhưng cũng tồn tại khá nhiều điều nguy hiểm và khi biết sai thì cũng đã quá muộn. Những người tuổi Quý Hợi là những người linh hoạt, có khả năng giao tiếp xã hội tốt, họ cũng có trực giác nhạy bén và nếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư thì sẽ thu được nhiều nguồn lợi lớn. Người này rất có đầu óc kinh doanh, nhưng lại khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản. Đường tài vận của họ khá hanh thông, thường nhờ vào sự trợ giúp đỡ của người khác mà thu nhiều tiền tài. Về cơ bản, họ là người coi trọng tình cảm, một số người dễ mắc vào lưới tình, họ có thể dốc hết tâm sức vì người mà mình thực sự yêu thương. Nói chung, tuổi Quý Hợi thường có một thời tiền vận nhiều buồn khổ, phiền muộn, nhưng bắt đầu từ thời trung vận trở đi thì đã có thể được suôn sẻ tốt đẹp hơn. Khi đó họ có thể có nhiều cơ hội để tạo dựng sự nghiệp cho mình, để cuộc sống được vui vẻ, thoải mái hơn. Tuổi Quý Hợi thường có một gia đạo khá biến động, trở ngại. Tuy nhiên càng về sau này, nhờ tình cảm khăng khít trong gia đình và những mặt tốt đẹp trong tính cách của bạn, mà gia đạo cũng được yên ổn, tốt đẹp hơn.
người sinh năm 1983 cầm tinh con lợn, được hưởng lạc, sống một cuộc sống an nhàn, hưởng thọ. Họ thường ước mơ một cuộc sống ấm no, đầy đủ, dễ dàng. Hầu hết những người sinh năm 1983 là người khoan dung, vui tính, hiền lành đến mức ngây thơ, hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ người khác và đặc biệt cũng sẽ hòa đồng. Người sinh năm 1983 là người ít màu mè, chất phát. Họ không đẩy ai đến tình huống khó xử bởi vì rất biết cách để ý cảm xúc của người khác. Chính vì vậy, những người tuổi Quý Hợi rất được lòng của người khác. Người tuổi Quý Hợi 1983 là những người chắc chắn và kiên định. Họ cũng là người trầm tính. Họ luôn dốc hết sức để đạt được kết quả tốt nhất cho công việc và không sợ khó khăn. Đạt được kết quả tốt nhất cho công việc vì luôn dốc hết lòng, hết sức. Bởi người Quý Hợi khó mất lòng người khác, để đạt được mục đích, họ chấp nhận nhẫn nhịn. Nhưng khi bị đè đầu, cưỡi cổ quá đáng, thì hỏa tính nóng trong họ nổi dậy, không ai gần được đâu. Cả trong cuộc sống và công việc, người tuổi Quý Hợi là một người rất tốt. Họ sẽ hết mình vì việc họ cảm thấy thực sự thích, cũng có lúc họ chẳng nghĩ tới chuyện nhận lại. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Người tuổi Quý Hợi trải qua tháng 6 âm lịch khá êm đềm, không có nhiều biến cố. Thời điểm này bạn nên tập trung cố gắng để khẳng định bản thân, xác định rõ ràng đích đến, để có chí hướng phấn đấu, như vậy sẽ không thụt lùi so với mọi người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh trường sinh chiếu mệnh, sự nghiệp của con giáp này không có những dấu hiệu phát triển quá mạnh mẽ, mà thiên về ổn định. Thực ra, đây đã là điều khiến nhiều người xung quanh bạn mơ ước. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà trở nên lơ là chủ quan. Bởi nếu bạn sơ suất thì lỗi sai cũng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù là trong những công việc vốn quen thuộc. Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối làm ăn trước đó. Thời điểm này bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác. Đôi bên chưa cần hợp tác với nhau ngay lập tức, mà có thể trò chuyện, giao lưu để hiểu hơn về các mục tiêu của nhau. Người trẻ tuổi nên tranh thủ học hỏi thêm những điều hữu ích cho công việc đầu tư, kinh doanh sau này. Đều có cơ hội xuất hiện thì bạn có thể mạnh dạn nắm bắt để thử sức mình. Tiếc là chuyện tình cảm không quá ổn định, khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi bên đều nên hạ cái tôi của mình xuống, để mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, chứ nên bắt người kia vậy nghe theo quan điểm của mình. Tốt nhất mỗi người đều nên lùi một bước, để đi tới thống nhất chung. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, phương diện công danh, sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi, được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều là nhờ vào cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của người tuổi Quý Hợi, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn, con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái được nhiều thành tựu vẻ vang. Tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén và làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại xử lý việc nào ra việc ấy. Con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình, cũng như có tính tình lạc quan, vui vẻ, mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm sẽ giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể gần được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân có được giúp đỡ phát triển đường sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ, đều có được thành công bước đầu. Mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế, may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn. Con giáp này nên hành xử thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy, các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn.
Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 tuổi Quý Hợi âm lịch cho thấy tài lộc của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu, tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Quý Hợi, càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư, càng dễ sinh lời, sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Cát khí khởi vượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Quý Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường, đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng. Quý Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về phía bạn. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc, trong nhà. Nơi đây được coi là khu vực sinh tài, vượng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà. Hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phía Tây Bắc, thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa để tăng cát khí. Về mặt tình cảm, gia đạo, bước sang tháng 6 âm lịch, nhân duyên của người tuổi Quý Hợi khởi vượng, vận đào hoa tăng tiến nhanh chóng nhờ tam hợp nhập mệnh. Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp gỡ đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Tuy nhiên, đào hoa vượng chỉ có lợi cho người độc thân, còn với những ai đã có đôi có cặp, cần hết sức cẩn trọng, kiểm soát cảm xúc của mình để tránh gây rắc rối. Trong mọi hành động, lời nói của bạn đều phải có chừng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành sự theo cảm tính để rồi phải hối hận về sau. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu, một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới, sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về sức khỏe, phương diện của tuổi Quý Hợi trong tháng nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thai, đồng thời ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là sao nhãng việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần phải dành thời gian để tập luyện thể dục, thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt tháng này có hung tinh bạch hổ xuất hiện, mang theo điểm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ. Bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuổi Quý Hợi là con giáp may mắn tuần này, nên bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi bất ngờ. Công việc được quý nhân phù trợ, nên bạn chạm tay và khá nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện khả năng của mình, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân. Dù đôi khi vẫn có không ít thử thách, nhưng bạn vẫn rất tự tin, mạnh mẽ, nên không cảm thấy quá vất vả. Các mối quan hệ hài hòa cũng đem tới cho bạn những sự trợ giúp đắc lực, tiền bạc trong tuần khá hanh thông, thu nhập chính hay phụ đều có những điểm sáng. Người làm công ăn lương nhờ phát huy tối đa tốt nhất nên nhận được những khoản lương hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh doanh chỉ cần đầu tư làm ăn một cách nghiêm túc thì lợi nhuận luôn đong đầy. Có thể thấy rằng, tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Quý Hợi. Bản mệnh luôn tập trung công việc của mình, nên có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được cấp trên đánh giá cao. Những lời đàm tiếu của người ngoài cũng không thể nào khiến cho bạn nao núng. Phương diện tình cảm thiên về ổn định, dù đôi khi bất đồng ý kiến có thể xảy ra, song không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm hai người. Đối với người độc thân, tuần này bạn cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mong gặp được người phù hợp với mình. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, tị, tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số phát tài, 89, 53, 22. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi có những khoảng thăng trầm trong tuần này. Tuy nhiên,
chỉ cần bạn cố gắng thì không khó khăn nào có thể vượt qua. Đầu tuần đồng nghiệp có thể nghi ngờ hoặc cô lập bạn, song thành tích bạn gặt hái được vào cuối tuần sẽ khiến cho mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tiếc rằng, tình hình tài chính chưa có biến động rõ rệt, đầu tuần người làm nghề tự do có thể kiếm một khoản kha khá, nhưng sau đó bạn phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh tạm thời, chưa thể thu về lợi nhuận. Tinh thần làm việc của bản mệnh càng giảm sút về cuối tuần, tốt nhất bạn không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này, bởi tỷ lệ thành công không cao nếu thất bại kéo theo hàng loạt những hệ lụy như phá tài, quan hệ xã giao đi xuống. Khi ký kết hợp đồng hay những giấy tờ, văn bản quan trọng, bạn cần rà soát kỹ các số liệu, điều khoản tránh phạm sai sót ngớ ngẩn, gây thiệt hại. Về tiền bạc, người kinh doanh làm nghề tự do bị ảnh hưởng nặng nề bởi hung tinh thiên ách, đối mặt với một tuần làm việc không mấy thuận lợi, gặp rắc rối nhiều về nguồn vốn. Vậy nên, khi hợp tác với những người tuổi Tỵ hoặc Tuất, bạn càng cần phải đề cao cảnh giác. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, dường như mối quan hệ giữa vợ chồng bạn đang ngày một xa cách. Nếu bạn không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân, giành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 22-96-50. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Quý Hợi nhận được khá nhiều sự ưu ái của lãnh đạo trong khoảng thời gian đầu tuần. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý của mình, biến thành cái gai trong mắt của người khác. Bước vào tuần mới, vận khí người tuổi Quý Hợi có sự thăng cấp rõ ràng, vận trình tình cảm lý tưởng, nhờ thiên quý cát tinh che chở, bản mệnh có cơ hội đi công tác xa, tinh thần thoải mái hơn thế, có thể gặp được đối tượng ưng ý. Phương diện tài chính, đạt được thành tựu lớn nhất vào thời điểm giữa tuần, bạn cố gắng bao nhiêu thì sẽ thu về lợi nhuận bấy nhiêu. Người làm ăn, kinh doanh có thể nhận được sự tin cậy của khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc, danh tiếng, thì bạn cũng sẽ phải dịch chuyển khá nhiều. Vì thế bạn không nên ngại gian khổ nhất thời, nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Vận quý nhân đang vượng, bản mệnh chủ động mời bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đi ăn uống, dự tiệc để thắt chặt mối quan hệ. Tuy nhiên, song song với điều đó, bạn cũng nên đề cao cảnh giác, kẻo dễ dãi quá lại bị kẻ xấu lừa gạt, đó có thể là người tuổi Tý hoặc Sửu. Chuyện tình cảm nhìn chung bình ổn, nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy nên ở bên nhau nhiều hơn. Hai người không cần phải làm việc gì lớn lao, chỉ cần ở bên trò chuyện, làm những việc nhỏ nhặt cùng nhau cũng giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Mão. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số phát tài, 86-34-11. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến cuối tháng 6 âm lịch. Trong tuần này, bản mệnh tuổi Quý Hợi đón vận trình tươi mới, nhiều bất ngờ sẽ tới. Vận trình tình cảm phất lên như diều gặp gió, nhờ hai cát tinh thiên quý và thiên phúc đồng lực trợ giúp. Về phương diện công việc, mệnh chủ có sự đột phá lớn trong tuần này, nhất là những ai trước đó từng bị lãnh đạo hoài nghi về năng lực làm việc, nay có cơ hội thể hiện tài năng, ai nấy đều tỏ ý ngưỡng mộ. Trong tuần có thể bạn sẽ đi công tác xa, nhận được lời mời tham dự hội thảo, hội nghị, tiệc thương gia nào đó. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, điều đó rất có lợi cho con đường thăng tiến trong tương lai. Công việc của tuổi Quý Hợi trên đà thuận buồm xuôi gió, một mặt vận quý nhân vượng, mặt khác bạn đã nỗ lực suốt thời gian dài vừa qua, đã tới lúc ngồi để hưởng thụ thành quả. Người kinh doanh, buôn bán, đặt hàng từ khoảng giữa đến cuối tuần, đây là cơ hội tốt để bạn tung ra thị trường, sản phẩm mới, kế hoạch quảng cáo mới, tài chính luôn ở mức bình ổn, thu chi cân đối, bản mệnh bỏ túi không ít tiền bạc. Với những ai vừa lập nghiệp, mọi việc diễn ra thuận lợi, công ty đi vào hoạt động bình thường, bắt đầu có dấu hiệu thu lời. Nhờ vận quý nhân vượng,
bạn có thể ký kết được hợp đồng lớn, được nhiều đối tác tin cậy và ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhưng lưu ý, để phòng khi hợp tác với người tuổi Mão và Ngọ, những đối tượng này rất dễ gây chuyện thị phi. Phương diện sức khỏe của tuổi Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thai ở Hợi ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là và sao nhãng việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Dậu. Tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 784509. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ được điều này, điều khác. Người giàu thì mong sẽ giàu hơn, người nghèo thì mong mình được như người giàu. Để rồi, họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin. Sự cầu xin này cũng là ăn mày với các đấng thần linh. Chuyện kể về một ông lão kéo xe chở hàng rất nặng nhọc, và một ngày ông kéo xe quá nặng nên bị đổ ra đường. Ông lão cố hết sức nâng xe gạo lên, nhưng trong tình thế bất lực, mỏi mệt, mồ hôi nhễ nhại, trời thì nắng chang chang, thế là buồn rầu, ông ngồi bệt xuống đất. Khi nhìn xung quanh, ông thấy một ngôi chùa, bên ngoài ngôi chùa là dòng người đi xe hơi, tìm đến cửa nhà chùa làm lễ. Vẻ mặt đăm chiêu và phiền não, ông ngồi suy nghĩ và nói thầm: người vừa sinh ra thì đã giàu, con càng làm lụng vất vả cả đời thì chẳng có gì, ông trời thật là không công bằng. Sau đó, một Phật tử đến nói: ông đã đến cửa Phật rồi, sao không vào thành tâm cầu nguyện mà ngồi đây than thân trách phận? Ông có thấy ngôi chùa bên kia đường không? Tôi nghe bảo chỗ đó rất thiêng. Ông lão liền đi vào chùa, ông thấy người ta cầu khấn rất đông, người lớn, người nhỏ, kẻ già, người trẻ. Lúc đó có một vị tăng đi tới hỏi: thí chủ lần đầu đến đây có phải không? Ông đáp: vâng, lần đầu con đến cửa Phật nên không biết cầu nguyện ra làm sao, mong thầy chỉ dạy. Vị tăng hỏi thí chủ muốn thỉnh cầu điều gì. Ông quay nhìn những người kia và nói: con cầu xin Đức Phật ban phát sự công bằng. Vị tăng: công bằng ư? Ông lão: vâng, thưa thầy, con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bần hàn, không được học hành tử tế, từ bé đã phải tự mưu sinh lớn lên, lấy một người vợ nghèo và lai lưng làm lụng như trâu bò để nuôi một bầy con nheo nhóc. Cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ thế bám theo con đằng đẵng, trong khi có biết bao nhiêu người sinh ra trong một gia đình giàu sang chẳng cần phải cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy là không công bằng. Nếu Đức Phật linh thiêng, xin người hãy ban phát cho con một chút may mắn của những người kia ạ. Vị tăng hỏi: như những người kia ư? Ông đáp: vâng, chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang, quý phái cỡ nào. Những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang như vậy. Thầy tăng: cái đó ta không biết, nhưng khi đã tới đây, họ cũng là ăn mày cả thôi. Ông ngạc nhiên hỏi: ăn mày ư? Thưa thầy, vị tăng trả lời: đúng, ăn mày cửa Phật. Ông vội vàng hỏi: nhưng nhìn họ giàu sang quý phái, có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày? Vị tăng chậm chậm trả lời: sống trên cõi đời này, mấy ai thỏa mãn với những gì mình đang có. Không tin, thí chủ cứ lại gần họ mà xem. Ông lão tò mò đi tới gần mọi người, ghé sát và lắng nghe thử họ đang nghĩ gì. Một anh thanh niên mặc áo vest, thắt cà vạt trông rất chỉnh tề và lịch sự nói: cầu xin Đức Phật giúp công ty con khỏi bị phá sản. Hàng trăm gia đình cùng công nhân đang trông chờ vào công ty, đang trông chờ vào sự lèo lái của con, mô Phật. Một người phụ nữ bên cạnh khóc thút thít và nói: xin người rộng lòng từ bi cho con sức mạnh để con chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Xin người đừng để con phải chịu đựng những cơn đau hành hạ dày vò. Một cô gái trẻ tuổi đứng gần đó, khuôn mặt có vẻ u sầu ủ rũ cũng nói: năm nay con đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu thương, con vô cùng buồn tủi. Con chỉ xin ngài linh thiêng cho con chút dung mạo để con tìm được một tấm chồng. Xin người ban phước, mô Phật. Ông lão nghe những lời ấy mà lòng cảm động rơi nước mắt. Ông nói lên một tiếng: tội nghiệp quá, rồi đứng dậy và đi tới vị đang ngồi. Thưa thầy, họ còn xin rất nhiều, điều hóa ra họ toàn là ăn mày thật. Con cứ tưởng trên đời này ai cũng hạnh phúc hơn con, biết đâu được họ cũng có nhiều nỗi khổ đau đến thế. Ngẫm ra con còn nhiều điều hơn họ, như sức khỏe, như sự vô tư chẳng hạn. Thầy trả lời: đúng vậy, cuộc đời công bằng với tất cả mọi người, lạc quan với thực tại và cố gắng sống lương thiện, tích đức để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, đó mới là một cuộc đời hoàn mỹ. Ông lão nghe xong thì tỉnh ngộ, tiếng chuông vẫn vang trong không gian, ngày một xa dần.
nhỏ hơn break time bằng một giây trên lớn hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Nhỏ hơn break time bằng một giây trên lớn hơn. Nhỏ hơn break time bằng một giây trên lớn hơn.